Song Ngân cảm ơn quý vị đã trở lại với cuộc sống muôn màu với Song Ngân và Luân Vũ hôm nay trong đề tài âm nhạc thính phòng và nữ nhạc sĩ Tài Hoa Vương Hương đang lâm trọng bệnh. Thì một lần nữa Song Ngân xin mời quý vị đến nhà hàng Ngọc Sương bên phòng nhỏ vào tối ngày mùng 3 tháng 11 sắp tới đây là ngày đầu tiên Song Ngân bắt đầu khai trương trở lại những cái không khí âm nhạc thính phòng. À, ngày xưa và trong cái đêm đó quý vị sẽ được thưởng thức à, tiếng đàn của nhạc sĩ Luân Vũ và chúng ta sẽ nói à, à, sẽ à, gọi là gì Luân Vũ sẽ, sẽ cùng nhau nhắc hát cho. và cùng nhau kể là những câu chuyện về âm về nhạc Vương Hương. qua một cái khung cảnh trữ uh, tình ha. đúng rồi. Nói năm nay là vậy thì uh, trở lại với uh, chị Phương Hương thì Phương <laughs> Hương đi diễn khắp nơi khắp nước Mỹ thật sự mà nói đối với nhóm The Friends thì Vương Hương cống hiến có những bản hòa âm dành cho tam tấu piano solo violin được hội hiếu nhạc Việt Mỹ và luôn luôn hòa âm những cái tác phẩm của Phạm Đình Trương tuyệt vời lắm chị mà phải nói là Vương Hương không có học hòa âm hương hương nắng nót từng cái cung đàn của solo dây trầm như thế nào để đưa tiếng thánh thót của dây cao của violin violon hòa uh, quyển như thế nào và tiếng dương cầm của vương hương để đưa hồn vào những ca sĩ như lệ thu như cô quỳnh giao kim thước mai hương và khánh ly rồi khánh hà lưu bích Chỗ quá nhiều ca sĩ em thật sự em nói rồi Quang Dũng, Trần Thái Hòa, rồi Trần Thu Hà em không biết cuộc đời của em và Vương Hương may mắn lắm. Và phải nói là trong một cái thời gian cũng khá dài tất cả những cái người yêu âm nhạc thính phòng ở vùng Orange County và Little Sài Gòn của chúng ta là phải nói rằng cái ban nhạc của The Friends, ban nhạc của Luân Vũ và Vương Hương, phải nói là những cái tiếng đàn mà rất là chúng ta không có người thay thế vào cái thời điểm đó, phải nói như vậy. Nhưng mà quý vị biết là để mà sống bằng âm nhạc thì thật là khó, ở đâu cũng vậy. Thành ra là bây giờ Luân Vũ ngày hôm nay đã thành một chủ nhân của nhà hàng LV. Cho nên là um, Sông Ngân muốn nhắc lại một cái thời như vậy uh, nó đã mất đi. À, cho nên là bây giờ thì Luân Vũ à, Cái đợt này à, Vương Hương à, lâm bạo bệnh Nhưng mà trong những ngày mới đây Là một vài tháng trước thôi Thì hỏi Luân Vũ, Luân Vũ cũng không nói gì Mà hỏi Vương Hương thì Vương cũng không nói gì hết Cho tới ngày hôm nay thì Sông Ngân cũng khá ngạc nhiên là Luân Vũ có lẽ là vì à, à, Quá đau lòng Coi như là cảm thấy rằng Không còn hy vọng nữa cho nên là Luân Vũ mới là à, hé ra cho quý mọi người bạn bè biết và xong anh nói là à, có thể mình à, kêu gọi à, đông người hơn à, nhiều kháng tín giả trong vùng của chúng ta đã say mê tiếng đàn của Vương Hương và Luân Vũ thì chúng ta đông người góp lời cầu nguyện thì có khi là một cái phép nhiệm màu nó xảy ra có đúng không Luân Vũ Dạ vẫn tin số phận của chị em có một phép nhiệm màu nào đó ở cuối con đường đó chị nhưng mà có một cái nhóm lửa mà em nghĩ là chị em có thể sẽ vượt qua được mà em thấy thương chị lắm vẫn đuổi em về vô bệnh viện thăm hỏi hương có đau không không hương ăn không hương ăn rồi hương nhớ gì nhất nhớ đàn bây giờ ước điều ước cho vương hương lại điều ước gì được đàn cho những ca sĩ rồi gửi lời cảm ơn những ca sĩ đã đến chung vui trong cái đêm nhạc. Cái video mà em không tiện đem lên để cho public. Vương Hương nói thấy thương lắm tại vì người bệnh đâu bao giờ đẹp đâu. Vương Hương lúc nào một người là phụ nữ không bao giờ dùng đồ hiệu gì. Lên sân khấu mặc rất là mua những bộ đồ rẻ không tưởng, tưởng không rẻ mà rẻ không tưởng thì có nghĩa là Phương Hương đi lùng sục những cái à, những cái tiệm sao đồ sao của tranh 24 21 phải không chị? Uh, forever 21. Ừ em không biết. Rồi những cái bộ những cái đồ của bán lẻ của đại hàng ấy, xong rồi hàng giờ trong đó lựa để mặc cho đêm diễn này, đêm diễn kia. Rồi. và vương hương còn biết làm những cái chuỗi hạt nữa quý vị tại vì sông ngân cũng may mắn là uh, có um, giao thiệp với uh, với luân vũ và vương hương um, nhiều năm trước uh, trong nhóm the friends thì sông ngân có dịp có một cái hôm đó đến mà không có ai chỉ có sông ngân và vương hương đang tập đang tập hát thì cái hôm đó vương hương cũng chia sẻ nhiều và vương hương cũng khoe với sông ngân những cái món đồ nữ trang hoa uh, bông tai rồi dây chuyền mà chính tự tay vương hương làm Chị để biết... mà đi diễn Chị biết uh -huh. lý do tại sao Hương làm cái đó không? Tại sao vậy Vũ? Chị bị trầm cảm. Uh -huh. Mà khi mà đàn xong, nếu mà chị ngồi không chị tự tử đó chị. Uh -huh. Chị phải tìm đến một cái... chỉ giấu những cái bình thực của mình. Và chị bị ngược đãi của những người đàn ông kế bên chị. Cái này em chia sẻ, cái này em đau lòng lắm nhưng em phải chia sẻ hết. Chuỗi sâu làm những cái vòng tặng cho bạn bè không bao giờ lấy tiền không có bán ừ, ừ, chứ tặng cho sông ngân tặng cho những người xỏ ừ, vô đó để ừ, cái thời gian đau buồn của mình và tập nhạc cho những ca sĩ thôi em thật sự em thương chị em và em ngưỡng mộ chị em ở một điều là không bao giờ muốn liên lụy đến người thân ngay bố em 85 tuổi họa sĩ trình cung vẫn đang còn sống hỏi hương con muốn ăn gì, nói không bố lo con lo cho bố, con nhớ bố, con muốn gặp bố, bố khỏe là con vui rồi. Trong khi mình đang nằm bệnh ở trong bệnh viện như vậy, cho nên một lần nữa lục vũ gửi lời cảm ơn chân thành tới sông ngân à, đã tạo điều kiện cho lục vũ lên đây để chia sẻ cái nỗi đau trong gia đình. Lục vũ không muốn đem tới sự phiền muộn cho tất cả mọi người nhưng mà vì bởi vì vương hương xứng đáng được nhiều người thương hơn lại em cho nên em em thấy um, tại vì khi mà hương đàn những cái gì đẹp nhất em nhìn thấy ở con con người của chị em mặc dù chị em khổ lắm nhưng mà em thấy đẹp lắm chị em lả lướt trên phim đàn từ những cái giai điệu của của cái đàn cái đàn piano nó làm cho mình quên đi tất cả những cái gì sự đau buồn đó chị rồi em hòa quyện tiếng đàn từ nghèo khổ từ ba mẹ bán xôi bánh mì dạo ngoài đường không có tiền ăn lao vào hai chị em học với nhau chiếc xe đạp rồi miếng bánh tô phở không người lái bỏ cơm nguội vô hai chị em chia sẻ nhau rồi những lần em bị trong ở khu xóm lao động bị người ta ăn hiếp chị xả thân vô nhảy vô bên em bị tôi nói giọng gãy răng đại khái vậy rất là nhiều cái, cái giai thoại về chị em cho nên em rất là thương chị và xúc thì động thì phải nói là sông ngân nhớ đến một ngày cũng gần đây vài à, chừng <laughs> khoảng 1-2 tháng trước thôi không biết là vũ có nhớ hay không thì cái hôm đó sông ngân à, có người bạn ở xa đến thì có dắt đến nhà hàng lv à, để mà thưởng thức những cái món ăn ngon thì à, hôm đó thì luân vũ cũng có hát và cái đêm đó tự nhiên sông ngân thấy là luân vũ đang hát và đang kéo đàn cái bài diễm xưa của trịnh công sơn thì tự nhiên đang ngồi nghe tự nhiên mất tiếng không nghe gì nữa hết thì lúc đó song ngân mới nhìn lên trên sân khấu có chuyện gì xảy ra thì à, sau đó sau đó như là tới cuối cái bữa đó song ngân mới hiểu là cái lúc đó là luân vũ bị ngẹn lời không có hát được vì có lẽ đó luân vũ cảm tưởng rằng đó là một trong những lần cuối cùng mà luân vũ được song tấu với lại vương hương có đúng không vũ dạ đúng lúc nào cũng vậy hết bây giờ là những ngày mà được đàn với chị đó là niềm, niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời em thì quý vị thấy không cuộc đời của chúng ta rất là ngắn thì chúng ta dùng những cái ngày tháng ngắn ngủi chúng ta sống ở trên đời chúng ta luôn luôn thương yêu và luôn luôn à, giúp đỡ thân tình tận tình với nhau thì xin nên một lần nữa mời quý vị đến nhà hàng Ngọc Sương, phòng nhỏ vào tối thứ năm ngày 3 tháng 11. À, Song Ngân sẽ tổ chức một cái đêm để là mình bắt đầu à, nói về cái đêm nhạc của Vương Hương sẽ tiếp theo đó. Thì rất mong gặp lại quý vị trong đêm tối 3 tháng 11 tại phòng nhỏ nhà hàng Ngọc Sương vào lúc 5 giờ rưỡi chiều. À, cái điều kiện thì rất là dễ quý vị à, Mỗi một người đến chỉ có là 50 Mỹ Kim Và sẽ bao gồm ăn tối và các loại nước uống và một đêm nhạc rất là ý nghĩa để mà chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho một cái đêm nhạc lớn hơn đó là đêm nhạc có thể nói là nếu mà sông anh được đặt tên sông anh sẽ đặt là đêm nhạc cuối cho vương hương à, rất cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc sống muôn màu và xin mời luân vũ gửi một lời và chào và quý vị có thể liên lạc luân vũ số bảy một bốn bốn sáu bảy năm tám bốn để biết thêm những chi tiết về chương trình dành cho chị em vương hương cảm ơn vì cần nhiều chút cho cả nhà lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nhé xin chào tạm biệt xin chào